Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại kênh Trangly Gamer hem. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục săn lùng trái quỷ. Lần trước thì tưởng đâu mua chi anh em, mà bị nín gài lại thấy trái cát là hay không xong rồi. Lần này là phải tìm ngon lành cành đào hem. Đâu mày đâu Vinh? Tao đây nè. Ở trong map của game phải không? Cái gì vậy trời? Cái gì báo một cái tin gì vậy trời? Ai vậy? Nào hả? Mày nói gì tới? Coi như không thấy đi, xui quá đi. Rồi đó, xác định rồi đó. Nằm đâu? Trường thì phụ nha, kế bên đấu trường anh. Thôi coi như anh đừng có nhìn, anh đừng có. Kế bên đấu trường phải không? Hồi nãy trong Discord. Discord được có tài không? Có. Vấn đề là vậy. Vấn đề là có tài ở trong đây hay không thôi. Em nói coi như anh đừng thấy đi, mất công mệt lắm. Tài núp rồi. Tài giờ im rồi, tắt tiếng rồi. Hồi nãy lên tiếng, giờ anh lùm rồi. Đúng thiệt thuộc những dòng huyền thoại không? Trời ơi. Kế bên đấu trường hả? Rồi, để nhích. Trái quỷ giờ là một vuông vậy chứ đó là trái UB. Trái UB hả? Ừ. Ngon hả? Thuộc những trái hiện tại không luôn. Lũm liền. Cái trái quỷ giờ làm hình vuông thôi chứ thật ra nó trái UB. À, kế bên đấu trường anh... vậy là biết chỗ nào rồi. Lấy lẹ anh không thèm măng nha. UB từ từ. Ừ. UB là phải quém chứ. Dạy gì không ăn. Đâu? Đây nè. Gì trái đó trái UB hả? Ừ. UB anh UB. UB gì trái này? Đâu, rồi. Màu xanh không? Mày hình đi đâu đi ngốc rồi. Gì đây? Ê mày sao tao thấy cái tên nó để chữ bơm ngon lành mày. Không có, nàng tròn lắm giống như trái gu mư mà nay anh để là rumbo thấy không? Gì trái gu mư để rumbo mày? Ừ, nay tròn á. Cái đó là trái đỏ là trái UB. Không, trái này là cái trái lạ lùng lắm rồi. Từ ừ, đó trái đỏ từ trái đó UB. Giờ tao thấy trái này rồi. Ăn đi, trái UB trái mua 5 hải quân mua 5 tỷ Bailey á. Gì vậy? Không mày không ăn đi. Mày giết tao chi vậy? Tao nhường cho đó. Ăn nhường đi. Cho mà... Chọi vô cái điên đầu điên ốc. Sao không lít ăn thử đi? Cái gì vậy? Thôi. Thằng trẻ trâu này cứ đi theo đóng băng tình. Ui xem bóng. Ôi. Nguy hiểm quá. Phải không, cái đó luyện lên Mastery 600 mạnh lắm á. Mạnh thiệt. Ăn thử đi. Mạnh khỉ phơi khô nè với mạnh. Đang bị đóng băng vậy mày phải lít nhiều lên mới chạy được. Thiệt. Vậy đang bị đóng băng. Đang bị đóng băng vậy mày phải lít nhiều lên mới chạy được. Đúng rồi đó anh. Che lại sao vẫn thấy. Rồi trúng rồi. Vứt bọc ni lông rồi. Ơi trời ơi, đau lòng thì... Mày giải thích sao về vụ trái quỷ này. Trái quỷ này là vô tài trong server á. Thằng Ni nó đi tìm tao, thấy dạo này nó xui lắm, nó quánh nhà máy, nó toàn là bật Huma lên, nó gồng, nó giành. Rốt cuộc nó về gì toàn mấy trái như liền. Mika mà như liền. Sao nghi ngờ ừ, lắm ta. Có thể là lây từng tài cũng chừng nữa. Lây. Mày thấy dạo này nó chơi game này nó thấy nó khác không? Khác quá trời quá đất. Trời ơi, kia nữa hả? Trời ơi, chủ tịch nó vô nó ám nãy giờ anh em ơi, hèn gì. Quá rồi. Quá ra là vậy. Lòi ra rồi. Ê, ai ở ăn trái bơm ghê vậy? Rồi, thôi xong.
có người ăn rồi, ngon. Nổ thân nổ xác trên đây rồi. Lên đây mày coi à. Đó. Không, chẳng bơm này mà liền lên 600 có người ăn rồi, ngon chắc. Ừ, ăn lên mà 600 mastery nó mạnh cực kỳ luôn. Đó, thấy bơm nổ ghê chưa? Nếu bơm này nổ kinh khủng thiệt. Coi coi trong đây có bán trái gì không? Dạo này tiền để đâu cho hết. Đúng rồi, tao này cũng dư tiền quá trời luôn. Bán trái gùn 10 vô bàn. Bán trái gùn 10 với bán trái Paris làm gì trời? Trái đó trái chấn động với Paris gì ba, trái chấn động đến là kính đó. À, trái chấn động phải không? Ừ, trái đó chấn động á, mua ăn thử đi. Đúng rồi, nó ăn chấn động á, đèn bán trái băng luôn nè. Trái này trái chấn động nha anh em. Ừ, trái chấn động đến là kính á. Ê, phan. Gần rồi. Sắp rồi, lấy lúa. Vợ liền. Kéo xuống. Mấy giây nữa tao sẽ bỏ cái câu hố. Cái gùng ơi. Ô, UB rồi. 18, 17. Giờ gọi canh UB. Bắt đầu UB, UB. Happy New Year nè. Nè, bắt đầu tới rồi nhé. UB. Bây giờ ra trái nào mua trái đó nha anh em. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year rồi sao? Không có cái gì luôn. Ra phần tổ nữa. Ra như lai làm vậy? Trời ơi, trái Phật tổ quánh ra tối ngày. Giỡn hoài mày. Mua như lai anh, mua như lai anh. À. Chơi tem như lai. À. Giỡn mặt. Tại sao ra bán cái này trừ? Cái mắt... ngon vậy còn gì nữa? Đeo mắt kính vô nhìn giống bệnh quản luôn á. Rồi mắt kính bự ra còn ê mày đâu mày đeo mà biến bự lên coi cái cây cái cây nó xuyên giữa người luôn kìa. Nó thành màu vàng kìa. Giỡn cái mày, mày giỡn cái cây con cơ hả? Trụ ô cái cây. Cái cây này nó quánh sao, nó đâu lên quánh đô phi nữa, coi xa cỡ nào. Ê, đây, ê, nó lên cái cây luôn kìa. Đâu, mày lên quánh đô phi rồi cây. Rồi, để teo nhỏ lại. Kẹt rồi chứ. Teo. Teo nhỏ lại đi. Vô thử đô phi với cái cây này coi. Ê. Tao lên không được mày ơi. Rồi Phật tổ bấm C bay lên. Ngon lắm á. Đó. Ủa sao đen thui vậy? Từ từ. Bật khắc kia tay thôi. Đó. Này. Không để cho Phật tổ vô quánh. Để cho Phật tổ vô quánh. Rồi quánh giữ hit and run. Phân biệt đối xử chứ kìa. Không phải để vô hit and run thử coi. Yeah, vừa lùi vừa quánh thử coi nó quánh được không. Đó. Thấy chưa? Sao đánh được nó, sức kiếm kìa mày thấy chưa? Nó chỉ đâm mày thôi. Ê mày, ê, sao gì, sao mày quay máu hả? Ali vô. Phan. Gì? Là sao? Ê, cái trái vật tổ này biến bự lên không tăng máu mày ơi. Ủa sao vậy mày không cần. Nó tăng máu rồi. Nó cần điểm không? Không. Ủa không cộng điểm nên không tăng hả? Đáng lý ra bị biến bự lên tăng chứ. Không, giờ phải cộng điểm rác quỷ mới lên máu. Xí đú quá. Đem lỗi lắm. Tao phẩm tao cũng là lỗi như vậy á. À, phải cộng điểm nó mới tăng. Ừ. Trời ơi, nó tăng 95 điểm máu nè mày. Thấy rồi. Tại mày có mastery nhiều đó. Luyện lên mắt 600 mastery, trái này tăng được nhiều máu lắm. Tấn luyện thử đi. Ngon hả? À? Ừ. Trái này ngày xưa tao luyện lên có được chiêu cuối tao bỏ game luôn chứ. Đi kiếm nào quất nữa coi. Ngày xưa luyện trầy di trốc giải bên Water 7. Đó, coi chừng ăn trái bơm bây giờ chứ ở đó là đóng băng ở đây. Quánh nó tưng, quánh nó tưng. Chết rồi.
rồi, chết ngắt rồi. Quánh xả khói tao không thấy đường trong đây luôn. Ngay cái góc hẹp này ăn khói không à. Ni á hả? Ghê vậy? Chứ trong góc hẹp nó ta ăn cái khói cái là quánh là chết trong khói luôn rồi. Ủa đúng sao gõ sức mệnh mình rồi nó chả xi nhê được hết rồi ta. Ghê vậy? Chạy liền. Vòng. Tẩu vi là hưởng sách. Dí đèn xả gói nữa chứ. Có cái súng nó khó chịu thì không có thấy đường, không có xài chiêu được. Thôi bay. Gặm xả quyền đường gói luôn. Ghê bắn trúng luôn kìa. Cô. Nó hạ kimô tao luôn mày, ghê thiệt. Đồ. Ủa sao kỳ vậy ta, tao quýnh không mất máu mày, ngộ hả? Tại cái gì không mất máu? Ai biết. Tao biết hình như lai tao gõ super hình mình nó không nhiều máu nè. Xài haki né. Có thể là vậy. Mà dính rồi mà, dính chiêu Z rồi mà. Để vừa dính xong bật haki lên cái né hết rồi. Tao không bật haki, tao chơi không khi nào bật haki quan sát luôn á. Không quen cái gì đây? Giờ có súng cái láo hả? Đây ta xài trái quỷ quánh không quen cái láo à. Tao không biết cà có quen đâu. Thấy rồi, thấy bà liền chứ ở đó mà. Láo, đù lên đánh mình liền kìa. Đó. Cỡ lông xuống lava. Như đi trên băng hả? Thôi bỏ rồi. Xuống nước cho hồi máu. Tóc người cá này xuống nước rồi máu phê lắm. Rồi cái súng đó thiệt không xài chiêu được. Khó chịu lắm, cái cây súng đó là admin phải nét ngay lập tức. Nét rồi đó, nét rồi nhưng mà nó không xài chiêu được, khó chịu lắm. Nét cái gì rồi, nét? Nó nét cái gì vậy? Nó nét đàm của chiêu khối á. Nét đàm à. Nét đàm của chiêu khối được rồi. Nét đàm chiêu khối lỗi quá mà. Vô gì phàn cái đứng vô trọng 6 ca máu cũng đi đứt nữa. Rồi đây là lãnh địa của bố này, ngon dĩ đeo. Rồi. Triệu hồi vô biển đi. Triệu hồi vô biển đi. nhảy xuống nước à. Cho nó dí luôn, tao hoài dưới nước nó dí. Chán thôi. Sao không dí được. Lợi thế dưới nước mà sao dí kịp. Đâu à, trời ơi đi qua bển lâu quá. Ôi, trái băng hả, trái băng đi được dưới nước mẹ ơi. Thì đúng rồi, đi được dưới nước mà. Ừ. Lũ đạn ha. Nó đâu à. Trời lết qua bển lâu lắc cả ta. Chán thiệt chứ. Chạy không nổi. Quýnh đùng rầm phía bên kia mà đi qua chậm ui, quá. Ui ba mẹ. Ấy cha. Lấy bầu tì nó Vinh. Nó bên hải quân mà. Mẹ bà bên nó bắn cướp chức nó luôn. Chết rồi. Hên là nét rồi nha. Ừ, nét đam rồi á. Mà vậy á. Cái súng đó phi diệu lắm. Ủa nó đâu mất rồi. Nét bớt thôi, bớt phần nào thôi. Chứ nó vẫn còn khó chịu. Vô đám khói nó xài chiêu không được. Ừ, nãy trong nhà đô phi mà... Ăn nguyên đường khói không ta. Tự nhiên ta rối luôn, ta không biết chạy đường nào luôn. Mà cũng hợp lý mày ơi. Tại vì cái đó khối độc mà mày vô trỏng là mày lo bịt mũi lại chứ lo chạy gì. Con lo xài chiêu gì. Con chả thắng được. Cái gì? Con mua kháng độc. Vô mua liền. Ủa nó hết bán rồi. Không có bán. Nãy mới bán á. Trước khi happy new year. Bởi vậy biết nãy tôi mua tôi bố bứa đầu nó được rồi. Không mà cái khói đó, cái súng nó xài với cái khói của cái cây smoke vừa trúng khói bị mù đó không, cái xong xả súng ra nữa. Đúng rồi.
Có lý đúng điên luôn. Nhưng mà nó khó dính khối lắm, cái chiêu Z khó dính lắm. Mika, Mika mày phải IQ cao kìa, chuẩn phá sát thì mới được. Không, cái chiêu khối là canh gốc thôi chứ có gì đâu. Không, tao Mika không được mày ơi, Mika chiêu khối đó không được, không Mika. Dạ, con mũi. Tao xài chiêu thức định hướng cũng như liền đây nè, tao trưởng ra bầu bầu để trưởng có trúng nè, ai đâu. Vậy nè, nó chạy thì đừng thẳng vậy sao canh, thay lạng né, gặp bay chậm nữa, có bay nhanh đâu. Chỉ có, ví dụ như là, chỉ có ngoại trừ chiêu này nè, đó. Ví dụ như nó lao Super Human lại, mày bấm xả khối ra cái nó ngưng Super Human mà còn bị mù. Thì theo thôi, tao đâu phải dân, tao đâu phải dân Mega đâu. Tao dân farm không mà. Tao cũng đi farm đi. Ma nó lại được kìa. Nó quánh lén nữa kìa. Ồ, nó đổi cái đó ra. Tao cũng bắn. Bắn yếu gì được. Tao ô. Chiêu hộ. Ô ô gặm xịt ra nữa chứ. Cũng khó chịu luôn á. Thôi BK không lợi nghỉ anh em à. Cầm cái súng nó báo quá. Mình cũng có nè, mà xài không quen. Chứ không có gì hết à. Có bình BK đâu quen đâu rồi. Ok anh em ha, hẹn gặp lại anh em và các bạn. Ui, trong chết những mẹ, video lộn sau và kế tiếp nha anh em, bye bye.